Rồi cả nhà ơi comment số 2 giùm em với đi ạ. Nhá hàng xương xương cho mọi người một tí nha, 700 hơn, chị yêu đang xem like rồi. Mọi người ơi, đặt hàng mọi người lưu ý để lại số điện thoại giùm em nha các chị nha. Chị nào không có số điện thoại em không có chốt đơn được đâu ạ. Chị nào kể cả khách mới, khách quen gì luôn nha. Đó, mình cũng để lại số điện thoại em dễ tư vấn hơn, dễ lưu đơn cho các chị hơn nha. Đây, các chị ơi, đẹp chưa? Hồi nãy giờ để em xa xa ha, bây giờ để gần như thế này. Trời ơi, mấy chị lên thấy mấy chị thấy cái da cổ của da tay của em không? Nó trắng gì đâu mấy chị ơi, lên đúng là lên những cái nền huyền thoại. Người ta nói nền màu đen là một trong những cái nền huyền thoại, lên cái da mình nó trắng tươi rồi mọi người. Cái mẫu này á mấy chị, đây là một cái mẫu mới luôn nha. Em like cái mẫu này như là lần thứ 3 á mấy chị. Lần thứ 3, hôm nay là lần thứ 3 nha mọi người. Mẫu mới này ở cửa hàng em bán rất cháy hàng luôn cả nhà, rất cháy hàng luôn. Nên là bây giờ em đang bị lẻ size, chỉ còn có 3 size thôi. S, M và L. S, M và L nha các chị ơi, nên là bây giờ mình chốt luôn giùm em đi ạ. Mà sản phẩm này em cấp trước cho mọi người. Cái dòng vải này nè mấy chị, đây là một dòng vải mới nhất trong năm nay nha cả nhà ơi. Đây các chị thấy không, dòng này là dòng voan gân phủ kim tuyến. Đây phủ kim tuyến em kiếm cho mấy chị coi, cái này bé quá, đây đây. Phủ kim tuyến này là bi nha mọi người ơi, bi như thế này nè, đó xinh chưa mọi người. Đẳng cấp cho mấy chị, cái này là bi kim tuyến em phối vô nha cả nhà ha. Có sử dụng 2 gam màu vàng đồng nè, với là màu trắng kem như thế này nha cả nhà. Rất là đẹp luôn, nó tạo lên cái độ ống ánh nè. Và cái hoa là em làm cho mấy chị là màu nâu cam như thế này, rất là duyên. Dòng vải này không nhăn, không nhầu, không nhão và rơi không bao giờ rơi rớt một hộp kim tuyến nào ra. Bởi vì sao mấy chị, cái này là em đính bằng, phải nói là đính bằng máy rất là chắc chắn luôn. Đây là không bao giờ bị rơi rớt ha. Mã sản phẩm là 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em mấy chị. Đây, đẹp chưa mọi người ơi, 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ngân nha cả nhà ơi, xinh chưa. Cái dòng này là dòng voan gân phủ kim tuyến nha, làm full lớp lót cho mấy chị yêu nhà mình nè. Đó, hai bên có hai túi luôn, kiểu này xinh lắm mấy chị. 40 cho tới 58 cân là mình sẽ có đơn hàng nha mọi người ha. Vải này không có nhăn nè, vải này không nhăn, không nhầu, không nhão gì hết nha mọi người ha. Cổ em làm cho mọi người một cái dáng cổ tim. Và hai tay là làm cho mọi người nè, đó là dáng tay ống bí. Có lớp lớp luôn. Cái dáng tay ống bí này em làm cho mọi người rất xinh, nhìn cực kỳ là trẻ luôn mấy chị. 550 nha mọi người. Em đầm này dán 550.000 đồng luôn, miễn phí ship. Còn ngày hôm nay nếu như mấy chị em nhà mình dồn đơn và mua hai sản phẩm luôn, mình mua mẫu mới này với mẫu này của em là giá là 1.1.000, thì hôm nay em giảm 10% cho hai sản phẩm là còn 990.000. 990.000 cho hai em đầm này và ngoài ra miễn phí ship luôn. Xuống không mấy chị? Trời ơi, mua một cái cũng được miễn phí ship, mà mua hai cái giảm thêm miễn phí ship luôn. VIP chiết khấu thêm cho em, tích lũy điểm cho mấy chị mỗi lần mấy chị mua hàng thành công và được đổi hàng, đổi size trong vòng 5 ngày kể từ khi các chị yêu nhà mình nhận hàng và tham gia chương trình vòng quay may mắn. Đây, trời ơi mọi người, cái mẫu này nãy ai chưa chốt, chốt giùm em là 6592 nha mấy chị ơi. Giá 550. Hôm nay hai em đầm này đều có giá 550, nên là mọi người ơi cứ mua dồn đơn. Những cái kiểu đầm này là những kiểu đầm mới nhất luôn mấy chị. Đây, các chị nhìn giùm em ở phía trước này. Cổ này làm cổ tim như thế này, ở phía trước làm cho mấy chị em nhà mình là một cái lớp phối như thế này để tạo cái điểm nhấn ở phía trước mặt. Đây, làm hai bên em làm có những cái đủ những cái xếp nhíu để tạo thành hình một cái nơ. Cái hoa này nè mấy chị, mọi người biết không? Hoa này là nhà em làm riêng cho Emmy luôn, đặt riêng luôn ha mấy chị ha. Tại vì đó giờ mấy chị em muốn làm cho mọi người cải cách thêm những cái hoa nó khác nhau cho nó mới mẻ hơn. Và đặc biệt mấy chị để ý nhau, những cái gam màu nâu nâu như thế này, ở như màu cam cam như thế này, nó rất là sáng da, nó kiểu như cái màu tóc của mấy chị thiệt sự luôn. Cái màu tóc với lại những cái trang phục nó ảnh hưởng tới cái làn da mình rất là nhiều luôn mấy chị. Những cái màu nâu nâu cam cam á, lên cái lúc da mình rất là trắng, kể cả son môi cũng như vậy, kể cả màu tóc cũng vậy, nâu 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 là lên cái da mình nó rất là trắng luôn đó. Và cộng thêm cái nền đen vô nữa là trời ơi chịu gì nổi mấy chị. Mặc lên người nó ốm chưa, ốm mà gọn cực kỳ luôn á mọi người ơi. Mặc đi làm cho em nha mọi người, 550 miễn ship, 3 size S, M và L. Đồ ơi đẹp thôi rồi đúng mọi người. Ở cửa hàng em bán cháy hàng mẫu này nhất. Khách mặc vô ai cũng khen trơn khen gọn mọi người, mặc lên ốm á, ốm nhơn luôn mọi người ơi. Giá 550 giùm em ha cả nhà. 9155 3 size S, M và L. Em ơi xin giả mai mấy chị em làm chiếc eo trơn như thế này nè. Hai bên làm có khối túi cho các chị yêu nhà mình, kể cả cái túi em cũng làm lớp lót chính luôn, đỉnh cao.
9155 cho em nha cả nhà ơi. Xinh quá trời quá đất xinh luôn mấy chị. Cái chiều dài của cái váy vẫn dài qua đầu gối nha mọi người ha, kể cả lớp lót luôn mấy chị ơi. Đặt hàng mấy chị em nhà mình mua mà một lần hai sản phẩm như thế này giảm 10% liền luôn, còn có 990.000 miễn phí ship luôn, tiết kiệm thêm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh luôn. Này mấy chị, mẫu này có ai chưa chốt không? Ai đặt hàng mà thiếu thông tin mẫu này chốt sớm giùm em là 6592 gạch ngang số điện thoại cho em mấy chị gái ơi. Cái mẫu này là mình phải tranh thủ mình mua để mà mình còn có hàng mấy chị. Tại vì size số này em chỉ chừa đúng một lần trên livestream. Cái đàm này hôm bữa em bán chạy tới nỗi mà khách chốt hết size một ít hay ít rồi. Em bán cho mọi người chỉ còn có 3 size thôi, S, M và L. Nên là chị nào mà chốt luôn để lại cho em đúng cú pháp là em lên đơn hàng cho mình. Chị Mai Quang ơi, em không biết chị chốt mã nào luôn nha. Chị Tư Nguyễn có đơn nè, chị Thủy Phạm em cũng không biết chị chốt mã nào luôn. Chị Sương Phạm có đơn, chị Nguyễn Nga nè, chị Thu Huyền có đơn rồi, ok chị yêu luôn nha. Rồi, ok mọi người, chị nào mà chưa có lên được mẫu này thì chốt giùm em ha. Mẫu này có mã sản phẩm là 9155, gạch ngang số điện thoại giùm em. Cái dòng vải của em đầm này là dòng vải voan gân kim tuyến. Vải này là vải voan gân kim tuyến nha mọi người ha, mềm, mịn, không có nhăn, không có nhàu gì hết luôn mấy chị. Và ngoài ra ở trên bề mặt vải của nó nè mọi người, ồ nhìn ở ngoài cũng như ở trong vậy đó mấy chị, thấy không, rất là xinh luôn. Nè mấy chị nhìn ở bên trong luôn, mình cũng thấy được những cái bi kim tuyến của nó ha mấy chị ha. Và gân của nó chạy dọc vậy nè mấy chị, không biết mọi người có thấy không ta. Đây, gân vải nó chạy dọc như thế này nè mọi người. Đây, mọi người nhìn cái nền tránh nè mấy chị thấy nè. Y chang như cái dòng vải Walter gân vậy đó, nhưng mà cái dòng này nó cao cấp hơn, nó xịn hơn, nhưng mà em bán chỉ có 550 thôi mấy chị. Đây, tay em làm cho mọi người, tay ống bí nha, cực kỳ cưng, thiệt sự luôn. Eo làm eo trên nè, nhìn nó hút cái eo mình lại ha mọi người, nhìn nó hút cái eo và cái hông của mình được đẩy ra, nhìn đẹp dã man luôn các chị. Nên là mình chốt đơn sớm cho em ha, 9155 gạch ngang số điện thoại giùm em, 550 miễn ship luôn, 3 size S, M và L nha cả nhà. Ở phía sau lưng làm dây khóa kéo đó, dán tay, làm dán tay ống bí cho mấy chị hai bên có khối túi như thế này là xinh không mọi người. Nên là mình chốt đơn cho em nha. Mẫu này mọi người có thể mặc đi chơi, đi dự sự kiện được luôn nha các chị nha. Đó, xuất sắc cho mấy chị ơi. Đẹp quá trời đẹp rồi. Nên là ai lên luôn ha, chốt luôn giùm em 9155. Hôm nay mấy chị mua hai mẫu thì em sẽ hỗ trợ giảm giá cho mấy chị. Mình mua hai sản phẩm mình giảm 10%. Đó là mình chốt theo combo ha mấy chị ha. Giá gốc là 1.1 triệu. Hôm nay giảm luôn cho mọi người, chỉ còn có là 990.000 cho hai dòng sản phẩm. Thường thường á, 900 mấy mua được con cái một mấy chị biết không? Đó, tại vì ở hàng, những cái hàng kiểu này á, là đa số nằm ở trong những mall, những thương hiệu lớn hơn. Đó mà mọi người thấy nè, em làm cho, em bán cho cái chị em nhà mình hai cái đầm giá chỉ có 990.000. Mà ngoài ra mình miễn phí ship là một cái đầm này mấy chị không, em không biết là phải nói là mặc hơi bị lâu luôn. Hai cái đầm này mấy chị mặc hơi bị lâu mà mặc đi đâu nó cũng hợp hết trơn. Nó vừa thoáng mát, nó vừa dễ chịu, mà cái vải của nó em nhìn em mê mấy chị, ở ngoài nó đẹp hơn. Ở ngoài nó đẹp hơn gấp mấy lần luôn mấy chị. Và mẫu này ở ngoài nè mấy chị, em cháy hàng rất nhiều. Và trên livestream cũng vậy, em chỉ còn đúng có 3 size thôi, S, M và L. Nên là chị nào mà mình chốt luôn thì em sẽ trừ đơn hàng cho các chị em nhà mình. Nên là đặt hàng sớm cho em ha. Đặt hàng phải đầy đủ thông tin nha các chị. Đặt hàng thiếu thông tin thì em lên đơn không có được. 9155 mình gạch ngang giùm em số điện thoại kế bên nha các chị ơi. 9155 nè. Cái chất vải nè mấy chị, nó sẽ có độ co giãn nhẹ như thế này, 550 ha. Đó mấy chị, giá chỉ có 550.000 đồng thôi, 3 size S, M, L và L. Từ 40 cho tới 58 cân là mình sẽ có đơn hàng nha mọi người ha. Ok chị Tươi Nguyễn, chị Hương luôn, mình có đơn giùm em. Ok chị yêu luôn ha. Mẫu này có màu đen không sót 65kg. Em đang mặc hai cái đầm màu đen hết nha chị, em không có mặc cái đầm nào màu trắng hết trơn mọi người. Hai cái đầm em đều mặc là màu đen hết nha mọi người nha. Đây, mẫu này á mấy chị, cái mẫu của em đang mặc nè là nó có tới 58kg, 3 size S, M và L, từ 40 cho tới 58 cân. Còn cái mẫu này là có tới size 72 cân nè các chị. Đây, nền màu đen luôn nha mấy chị, chứ không phải là màu trắng gì hết nha mọi người. Tất cả hai mẫu này là đều màu đen. Đây là những cái gam màu huyền thoại mà em không lên là mấy chị hỏi rất nhiều có màu khác không em. Mặc lên nó rất là gòn luôn á mấy chị, nhưng cái kiểu này mặc lên nó sang. Cái vải nha mọi người, nó mềm, nó có độ rũ. Rồi các chị ơi, bây giờ em nhận cho mọi người mỗi size 2 chiếc cuối nữa thôi nha. Có ai mới vừa vào livestream của em không? Các chị chấm bài giùm em. Em nhận mỗi size còn 2 chiếc cuối cùng nữa thôi, em hết hàng rồi mấy chị. Mỗi size còn 2 chiếc cuối cùng nữa ha cả nhà.
Trời ơi, cái phong váy này tao nói mặc đi tới đâu nó ốm, cái người mà nó gọn, cực kỳ là gọn luôn mấy chị. Mà tao rất là xinh, thiệt sự. Nên là chốt đơn sớm cho em ha. Cố cho em cái chiếc túi là màu trắng như này nè. Trời ơi, đẹp chưa mọi người, em ơi. Trẻ trung lắm luôn á mấy chị. Cái nền này, cái họa tiết hoa này bên em nhà em đặt riêng. Mấy chị biết không, những cái màu như thế này nó lên nó trắng da dữ lắm. Giống như cái màu tóc của mình làm màu nâu nâu á, mấy chị lên cái da mình nó trắng, cực kỳ trắng luôn. Và cái hoa này cũng vậy, mấy chị em làm cho mọi người dạng như nâu cam cam á mọi người. Xinh ha. Và lần đầu tiên em làm cho mọi người cái dòng vải van gân phủ kim tuyến mà có phối bi như thế này nè. Bi kim tuyến nha mọi người, nó nhí nhí. Nó không có kiểu như là nó làm cho mình ngứa ngáy khó chịu gì hết. Tại vì em làm là full lớp lót. Mà nếu không có lớp lót cũng bao cho mọi người không ngứa. Cho em không có làm cái kiểu mà rắc 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 kim tuyến là nha. Không có nha mọi người. Mặc cái kiểu này là mặc lâu dài bền bỉ luôn. Nhìn cái ống tay nè, trời ơi mấy chị ơi, chốt liền cho em mọi người 550 em miễn phí ship cái ống tay này. Nhìn cưng lắm mấy chị. Đẹp ha mọi người ha. Tay này, tay ống bí này mặc thoải mái không, nó thoáng nè, cái eo nè, trời ơi mấy chị, nó fit cái eo mà nó bé gọn cực kỳ ở phía trước ngực luôn nè mọi người. Đó, làm cho cái khuôn mặt mình nó có cái điểm duyên hơn nha, nên là mua luôn cho em mấy chị 550. Mà mình sẽ, nếu như mình mua hai chiếc như thế này, em giảm 10% là còn 990.000 miễn ship luôn, được không các chị? Đó, nên là mình lên đơn ha. Cái mẫu này là mẫu mới, em nhắc lại nha mấy chị. Chị nào chưa có mẫu này chốt giùm em. Đầm này em Ngân đang có 5 size S, M, L, 1X và 2XL từ 40 cho tới 72 cân. Cổ là cổ sơ mi nha mấy chị ha. 6592 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. 5 size từ 40 cho tới 72 cân. Em tặng cho mấy chị em nhà mình cái sợi bèo, cái sợi dây nịt này để làm điểm nhấn ở đây nè mấy chị. Đẹp chưa mọi người ơi, thiệt sự luôn á. Mẫu này hồi nãy em mặc mà em mê á mọi người. Bán giá 550 em thấy uổng quá trời luôn, thiệt sự mà nó đẹp thiệt đó các chị. Em nhìn một là em ưng cái bụng liền mọi người. Lâu lắm rồi em mới lên cổ sơ mi này ha mấy chị ha. 550 nha mấy chị, miễn ship luôn. Này, dòng vải này dòng vải von bi nổi, em ép chất tơ vào bên trong này. Đỉnh cao, đúng xuất sắc luôn đó mấy chị. 6592 gạch ngang số thoại kế bên giùm em ha. Mua hai cái miễn ship nha mấy chị. Mua hai cái em giảm cho mấy chị chỉ còn có là 990.000. Hai cái đầm này đều giá 550 một em, là hai em giá 1.1 triệu. Mình mua hai cái em sẽ làm chương trình em giảm 10% là còn có 990.000 kèm miễn phí ship luôn ha mấy chị. Tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Cái đầm này mọi người ơi, mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ok la luôn. Thấy ok mẫu này ha, thích mẫu này rồi hãy thanh toán tiền cho em. VIP bạc và kim cương mình sẽ được chiết khấu thêm vải. Mấy chị mặc còn 4-5 năm trời trở lên, mấy chị nó mát rồi mà nó đẹp lắm luôn nha. Đây là chốt đơn sớm giùm em, 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên, em lên đơn liền cho mấy chị. Giá này là coi như bán giá yêu thương, giá tặng luôn nha mọi người ha. Giá 550 là thiệt sự luôn. Ở ngoài mấy chị người ta đã bán tiền triệu trở lên cho những dòng vải này rồi. Còn em bán đó giờ những mức giá 520, 550, 580 suốt luôn mấy chị. Mà phải nói là được rất là nhiều khách ủng hộ luôn. Bởi vì những cái dòng vải em mà bán là đa số những dòng vải thương hiệu thôi, được không ạ? À? Cái mẫu đầm này hiện tại đang có 3 size nha mọi người ơi, S, M và L. Nên là chị nào mà mình chốt luôn thì để lại cho em đầy đủ thông tin ha. Đầy đủ thông tin thì em chốt đơn cho nó dễ hơn. Chiều nay thì các chị em nhà mình nếu như mình rảnh thì mình ghé giùm em 3 chi nhánh cửa hàng nha mấy chị. Rồi, chị Hiền Hiền ơi, 9155 em hết size XL rồi, em chỉ còn 3 size thôi nha. 3 size thôi, S, M và L. Ok, chị Ngô Lương em miễn ship, chị Hoa Hướng Dương miễn ship, chị Hương Lưu em miễn ship, chị Tui Nguyễn em miễn ship cho mình luôn ha. Rồi các chị, ngày hôm nay thì các chị có thể ghé giùm em 3 chi nhánh cửa hàng: 454 Luyện Bắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú này, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức, để các chị em nhà mình mua hàng và vào để mình thử mẫu mới này ha. Đây là mẫu mới đang có đủ size tại 3 chi nhánh cửa hàng luôn, nên là mình ghé để mình thử mà cả nhà ha. Rồi mọi người đừng quên vào Shopee, Tiki cũng như Lazada của váy Emmy. Mọi người bấm váy Emmy thì nó sẽ hiện ra thôi, các chị em nhà mình có thể mua hàng, áp những cái mã giảm giá voucher vào trong đó để mình mua với giá rẻ hơn ha mấy chị. Và đừng quên vào trang fanpage của em nhấn like, nhấn follow cái trang fanpage này để sắp tới có nhiều siêu phẩm sẽ cập nhật hơn cho ra mắt ha các chị ha. Rồi bây giờ là em Ngân xin phép kết thúc livestream. Bây giờ là các bạn nhân viên sẽ bắt đầu gọi điện thoại tư vấn size và chốt đơn hàng. Mọi người nhớ nghe máy nha, để mà mình còn được chốt đơn một cách sớm nhất nha. Rồi bây giờ em Ngân xin kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các chị yêu nha.